120 đâu ta? Này là hẻm 197 Cao Đạt rồi. Hẻm này là hẻm chợ nè. Có lẽ trong nhà thờ này chăng? Ủa, anh cho em hỏi cái hẻm 22 xuyện 120 là đâu ta? Tới đây thấy có 111 mà. Có sạc gì nữa không? 120, 22 xuyện 120, xuyện 2. 120. À, nghĩa là tìm một hẻm 120 nữa đó. Nhưng mà sao không thấy ta? Không lẽ bên đây là ga chung cư mà. Đây là có 3 đăng biểu lại. Đây thì đây là 111 nè. Đã chỗ đó, chỗ mấy cái vùng đó nó hẻm vô, phải là hưởng phía xa đây là hẻm 22 luôn. Chứ mà chắc em thấy sọc trong đó, là dạ. Sao sọc đó là hẻm 19-20 đấy. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Ủa, chị cho em hỏi cái số 120 là đâu thì 22 xuyệt 120. À, nhìn tới đây thấy 136, 229 cái hết rồi. 129 lùi lại. Lùi ra hướng Trần Bình Trọng. Đây đây nè, trong đây à. À, trong đây cũng 22 luôn hả? Cái cỡ căn có chiếc xe đó đó. À. Rồi là lùi lại căn 2 căn gì nè. Dạ, cảm ơn chị. Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Bình Trọng. Thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về nhà thờ Chợ Quán. Và nơi đó có trường Chí Thiện, trường Thánh Linh. Và ngày hôm nay một buổi trưa rảnh rỗi, mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ lang thang tiếp tục trên con đường Trần Bình Trọng này và đi đến cái hẻm số 22 để theo lời yêu cầu của Enric Hoàng ha. Enric Hoàng này hôm bữa em cũng có vô rồi nhưng mà do là không có biết nhà nào, và hôm nay em nhận lại cái comment thì hôm nay mời bà con tiếp tục chúng ta đi vào con đường Trần Bình Trọng và cái hẻm 22 ha. Và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về cuối đường Cao Đạt, nơi đó có những cái hẻm thông ra bến Hàm Tử, đình Quảng Hòa, và cuối đường thấy có một cái chung cư, đó là chung cư Phúc Thịnh, nơi mà tập trung rất là nhiều du khách rồi những cái du học sinh ở các nước ở thuê trong cái chung cư rất là nhiều ha. Nói chung là đa phần là khách Tây trong cái chung cư đó thuê nhiều lắm. À, và hôm bữa ở đây là cái quán ăn nè, ngày nay thì có sự thay đổi thành cái hệ thống Pharma City, hệ thống bán thuốc ở Việt Nam nè. Và theo cung đường ngược lại, con đường Cao Đạt này chúng ta sẽ đi về cầu Chư Y, đường Nguyễn Biểu. Rồi chúng ta sẽ xuất phát từ giao lộ Cao Đạt và Trần Bình Trọng để đi đến cái hẻm 22, và hẻm này sẽ đi vô cái chung cư Chợ Quán đó. Khi mà nói đến Chợ Quán thì sẽ nghĩ ngay đến bệnh viện Chợ Quán, chung cư Chợ Quán, nhà thờ Chợ Quán, rồi nhà đèn Chợ Quán đó. Ở khu vực này có hai cái quán ăn cũng nổi tiếng nè, đó là mì Chú Cao, rồi bánh mì Bạch Hổ. Bánh mì Bạch Hổ thì bán buổi sáng và buổi chiều, buổi trưa thì nghỉ ha. Và nơi đây là số 50, 50 Trần Bình Trọng. Thì bữa em có nhận cái comment ở số 58 Trần Bình Trọng, nhưng mà em không thấy số 58, chỉ thấy số 57 thôi. Số 57, hẻm số 57 là bên đường nè. Bên đây có cái hẻm số 44 Trần Bình Trọng nè. Hẻm này nhỏ, hẻm nhỏ này thông ra hẻm 235 Cao Đạt đó. Đi thẳng vô cái chợ nhỏ luôn. Và trời hôm nay không có nắng, lúc nắng lúc không.
mấy nay thì trời mát, cũng sắp đến Noel rồi. À, đây là hẻm số 20. Hẻm số 22 ở đằng kia. À, anh ta đi lại tí xíu nữa nha. Hôm nay mình lại số 22 xịt 120. À, xịt 2 luôn. À, đây là 24 nè, hẻm 24 nè. Ồ, hẻm 28 chứ. Một buổi trưa mát mẻ, chúng ta lang thang tản bộ, nhìn thôn xóm ngày xưa, và ngày nay có lẽ là người mới cảnh mới rồi, và như cô chú anh chị đã comment đó. Và phía trước mặt chúng ta đó là ngã ba bến Trương Dương, ở bến Hàm Tử và Trần Bình Trọng. Và chúng ta có mặt ở đây là hẻm số 22. À, bên tay trái là 22 84 85. Bên phải là 52. Mình tìm tới 120. Nơi đây có chung cư, chung cư Chợ Quán, hay gọi là chung cư Nhà Trái đó. Hình ảnh chung cư rất là lâu rồi nè. Những xào đồ, những dây điện, những mái che. À, đây có cái tổ đình, đền thờ vua Hùng. 120. À, đây là mai sực 94 rồi. À, chúng ta đi vô xíu nữa nha. Em rất là vui khi mà thực hiện được video này, tại vì cũng dự định đi mấy lần rồi nhưng mà chưa đi được. Hôm nay mới có dịp. Đây là hẻm xì 100 rồi nè. Mà chúng ta đi tới tí nữa là 120. À, bên phải mình là những cái lóc chung cư. Ở đây có mấy cái cây me rất là mát. Anh đi thẳng vô bên quẹo phải sẽ ra lại Trần Bình Trọng, và đi thẳng thì sẽ đến đường bến Hàm Tử. Và buổi sáng ở đây là chợ cá đó. Đây là 111 rồi nè. Cuối hẻm thì có nhà thờ Mai Khôi. Mươi đâu ta, đây là hẻm 197 Cao Đạt rồi. Hẻm này là hẻm chợ nè. Thì xíu nữa xem, có lẽ trong nhà thờ này chăng. Ủa, không phải rồi. Hẻm này là 66. Ừ.
120. Không thấy 120 vậy. Là hẻm 58 bến Hàm Tử nè. Ở đây là 111. Để em tìm xem nha. Tới chỗ này hơi bị lộn lộn. Ủa, anh cho em hỏi cái hẻm 22 xuyện 120 là đâu ta? Tới đây thấy có 111 mà. Có sạc cái nữa không? 120, 22 xuyện 120, xuyện 2. 120. À, nghĩa là tìm một chỗ hẻm 120 nữa đó. Nhưng mà sao không thấy ta? Không lẽ bên đây là ga chung cư mà. Bên đây là cái ba đây, vậy lại. Đây thì đây là 111 nè. Đã chỗ đó, chỗ mấy cái dù đó nó hiểm vô. Rồi ở phía xa đây hiểm 22 luôn. À. À. Chứ mà chắc em phải sọc nó đó. Là dạ. Sao sọc đó là hiểm 19 20 đấy. Dạ, rồi, cảm ơn anh. À, vậy là bên phải đây. Đây là dãy 110. 100 là 9. 107. Anh tìm cái nhà 120 xuyệt 2. Nhưng mà vô thấy 110, 105, đây không có 120 đâu. Hả? Chơi. Có nhiều người ta ở trong cái nhà đó hồi xưa đó. Bây giờ ta đi xa rồi. Ta muốn nhìn lại cái xóm vậy thôi. Nhưng mà chắc thay đổi quá. Cái địa chỉ. Còn cái nhà thì không thay đổi nhưng mà số nhà lại sửa. À, đó 22 xuyệt 120 xuyệt 2. Mà em không thấy 100. Em không thấy 120 đâu. Em lòng dòng phía sau này thử. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Ông chơi đi mập ơi. Sắp có rồi nè. Nó lạnh đó, nó hư rồi. Vậy tới chuồng nó bị đá à. Mẹ lên. Nó cụ 136. Trăm 35. À, bên tay trái nè. Nhưng bây giờ thành số... trăm 29. Ủa? Số 120 đâu? À, anh chị tìm phụ em nha. Chị cho em hỏi cái số 120 là đâu chị? 22 xuyệt 120. À, nhìn tới đây thấy 136, 129 cái hết rồi. 129 lùi lại. Lùi ra hướng Trần Bình Trọng. Ra đây nè, trong đây à. À, trong đây cũng 22 luôn hả? Cỡ căn có chiếc xe đó. À. Rồi là lùi lại căn 2 căn gì nè. Dạ, cảm ơn chị. Chúng ta lại tiếp tục quay lại nha. Dạ không, này chủ cũ. Này chủ cũ. Chủ cũ, dạ, cái số cũ. Nhưng mà bây giờ số mới rồi. Này thấy số 129. Số cũ là 129 nè.
À, là nhà đấy hả? Đó, 19 nè, tao còn để biển cũ à, nè. À, biển cũ. À, rồi, cảm ơn chị. À, rồi, là nhà này đấy. Đó. À, không biết anh chị có nhìn ra hay không ha? À, tao nhìn lại nha. À. Rồi chúng ta tiếp tục. Bây giờ nhà thay đổi nhiều quá, địa chỉ thay đổi rồi. À, có lẽ là nhà đã sửa lại rồi. Ngày xưa thì khu này nhà gác cây nhiều lắm. Nhưng mà sau này thì nhà họ đã thay đổi hết về kiến trúc lẫn địa chỉ. Ngày xưa là những cái nhà giống thế này nè. Rất là nhiều. Không biết ngày xưa nhà anh chị có như thế này không ha? Có cùng kiểu này không? Những ngôi nhà này thường thì họ kêu bán hết rồi nè. Những nhà ngay góc này là có giá khoảng, nếu mà diện tích nhà này khoảng 4 tỷ, 5 tỷ. Rồi một số hình ảnh về cái hẻm 22 gửi các anh chị và bạn. Nhưng mà cái hẻm này có lẽ hơi lòng vòng, nhưng mà con thông cảm ha. Hẻm này có rất nhiều nhà xưa. Và thẳng hẻm này mình sẽ đi ra đường Cao Đạt luôn nè. Rồi số hình ảnh chia sẻ cùng các anh chị và các bạn. Nãy mình thấy số 120 nhưng mà không thấy số sượt 2 đâu hết á. Có lẽ nó thay đổi chăng? Nếu mà các anh chị có xem video clip này, các anh chị cho em xin cái comment ha. Để em có dịp em đi ngang để em coi thử, để các anh chị bạn cùng nhìn về ngôi nhà xưa của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Chúc các anh chị và các bạn ngày mới an lành và hạnh phúc. Đó, đi ngay nhà của